Bào Bì á, nhìn món này có thèm quá không? Dạ. Bầu 33 tuần 4 ngày, nhã phí nguyên thai kỳ không ngán, ăn uống ngon miệng cho cá mồm nha. Sáng nay á, thì bầu ăn sáng với cơm sườn nướng 20 cành, mua một hộp như vậy ăn được tới ba mẹ con. Sườn ở đây ốp đúng ngon luôn. Cô chú bán gần cuối chợ Cầu Mới, ngày nào ngủ dậy trễ á, chạy qua tầm 9 giờ là hết trơn à. Nửa hộp cơm á, không thấm đâu vào đâu. Bầu sẵn sàng thêm nửa gói xà bắp. Gói như vậy á, chỉ có 5 cành à. Ăn ít ít mà nó ngon. Khoai lang Nhật á, bầu thấy ra cũng rẻ, có 16 cành ký. Bầu mua 1 ký luộc ăn dần những lúc đói bụng, mới đem về đó mà hồi sáng mẹ luộc chín rồi nè. Trời ơi, khoai bột và ngọt như là chị bán giới thiệu luôn. Lâu rồi á mới mua được ký khoai ngon như vậy. Trưa nay á bầu ăn cơm với mắm tép, tai heo luộc, rau nhà chồng, khế, rau muống, củ hành ngâm. Dạo này á bầu to, chén nhỏ nhỏ vậy ăn không thấm vào đâu luôn á cá mồm, mà ráng độn ra thêm cho nó no. Chứ sức bầu mà chịu ăn hết cỡ á phải 2,5 chén mới đủ đã. Xế chiều ăn cơm xong, nhìn lại tủ lạnh thấy có mớ cốc thái bữa cô Út hái. Nói nào rảnh trộn chân gà ăn, mà sẵn nhà có mắm ruốc nên chuyển luôn. Ốc này cốc thái nó giòn, cảm giác bún ruốc ăn mắc ghê. Vào bé trước cũng thèm món này dữ dội luôn cả nhà. Vào bé này cũng y vậy. Mắm ruốc mình á nấu cho thiệt là soi thiệt là chín nha. Không có hộp luôn. Chúc bơi.